Hai mọi người, chiều hôm nay mình sẽ đánh tiết canh tôm hùm. Đây, mọi người nhìn nhá, đánh tiết canh tôm hùm này. Trời ơi, này, đó, dậy ghê quá. Trời, nó dậy này. Trời ơi. Cái canh là nó phải đóng lái lại rồi. Con này như là nó chảy hơi ít nhỉ? Vừa ra. Nè. Trời ơi, đây nó móc này. Rồi, cái canh đấy nha. Như con này ấy, mình hấp cả con nó ngon hơn, nên là mình hấp cái mình còn cái đầu đỡ nấu chéo hai món, còn cái dâu của nó đừng hấp, cái dâu cái hấp dâu luôn là mình cắt ra chứ. À đúng rồi, cắt rau mình cắt ra mình bỏ chứ đâu có dùng được cái rau. Cắt ra mọi người nhé, mình làm như vậy là nó rất là ngon. Mình đầy tiết canh luôn này đấy, rồi mới phun ra như vậy cơ mà. Thường thường cái mấy người kia là dùng cái ống chọc vào ấy, con này không dùng ống à? Không, dùng cái ống này. Trời ơi, để luôn này mọi người. Rồi, đây mọi người nhìn này, đó. Trời ơi, tiết canh của nó như vậy cơ mà. Con tôm hùm này sẽ làm 3 món mọi người nhé. Hấp này, tiết canh này, rồi nấu cháo. Đó, đây mình cho mọi người xem này, xem qua này. Đó, đây này, toàn tôm hùm to không à. Chú có te, chú vào đây. Nè, đấy, nãy mình bắt ở đây mọi người. Đây này. Trời ơi, con này to tướng luôn này. Nè, cho rúi nè, chú ăn không? Nè. Trời ơi. Con tôm hùm vừa nãy nhá mọi người là 1,4 kg mọi người nhé. 1,4 kg rồi đánh cái canh nó mới ngon. Đây còn tôm hùm xanh bé bé. Lần đầu tiên mình cũng ăn tiết canh mọi người ạ, nên là mình thấy nhiều người là cứ bảo đánh tiết canh nhé, nên mình bảo quán đánh tiết canh, nhưng mà mình thực ra là mình không biết là tiết canh nó đánh bằng cách gì luôn đấy. Còn đây là cái cây tảo hay là rêu gì đấy mọi người, ăn nó giòn giòn á, ăn ngon lắm. Hôm nọ mình ăn thử rồi. Đây là mấy con tôm biển luôn đó mọi người, không phải tôm ao, tôm hồ đâu. Hai mọi người, đây là view đây. Trời ơi, ngồi ở bờ biển, bờ eo biển đấy mọi người. Đó, nước trong vắt luôn này, trong xanh luôn. Nhưng mà nhìn nó hơi chói sáng nên nó không nhìn thấy mọi người. Mình nhìn bên ngoài như vậy là mình nhìn thấy đáy này. Đó, quá tuyệt vời luôn nhé. Còn đây là cái cầu này, cầu đi. Trời, ngồi đây là tuyệt vời luôn. Đấy. Trong thời gian chờ đợi tôm ấy, thì mình cùng mọi người ra ngoài này, ra giữa hồ này để view một chút, không biết là có an toàn hay không đây. Nhìn thấy nó run run này. Dù cô te không biết là có dám ra hay không nữa. Trời ơi, cho dù cô te ra luôn này mọi người. Trời ơi, dúi chạy này. Dúi ơi, dúi. Trời, dúi chào mọi người đi. Trời ơi, mới cúm xong ấy. Đang
Dúi là mấy ngày nay là dúi bị cúm ấy mọi người. Ê mọi người, xoài này, xoài này mới quả này chắc phải cũng phải rơi vào cả nửa ký ấy, mọi người ạ, nửa ký và quả đấy. Và mình cân thử xem nào, xem này. Nên mình đoán là quả này phải rơi vào nửa ký. Trời ơi, 8 lạng luôn đó mọi người. Xoài gì đây này? À. Hai mọi người, vậy là món tôm hấp đã xong rồi mọi người ạ. Đây, đây là tiết canh, đó, tiết canh của nó ấy, mọi người. Đấy, còn đây là có thêm lạc này, đây là mồ tạp, đây, món chính đây. Đó, mình đã bóc ra bát rồi. Đây là cái đuôi của nó ấy, đuôi hấp ấy mọi người. Thì bây giờ mình mời mọi người cùng mình thưởng thức món này nha mọi người nhé. Mời mọi người nha. Đây này. Đây đây là nước chấm mồ tạp đấy mọi người. Mình mời tất cả mọi người. Mình bóc ra rồi. Đây là mình để cái này xem một bên. Đây là cái bộ. Đây này, thịt của nó này. Đó. Đây mình mời mọi người này. À. Mình sẽ chấm mồ tạp. Đó. Xem chấm mồ tạp ăn nó như nào. Nó khác với nước chấm xanh kia. Thấy được các bạn. Em chạy từ ghê xuất từ thành phố Lào Cai đi chiều còn đêm quạt hết rồi. Từ cửa khẩu về từ cửa khẩu chấm lại chấm nhanh quá ăn cái cảm giác đâu có biết được mưa ăn xong này mình ăn rau sống luôn. Đây là người ta hay gọi là món tiết canh tôm hùm mọi người. Mình chưa được thưởng thức bao giờ qua, mình chưa được ăn bao giờ đâu. Thì hôm nay mình làm clip này, mình chủ yếu là xem ăn xem món tôm hùm này này, tiết canh này nó hương vị của nó như thế nào mọi người. Thì bây giờ mình nhờ mọi người cùng mình ăn qua nhé. Kim Giang lên bước công an đầu bước cái gì này vàng đám gì á làm gì á làm gì á mình không biết thế nào đâu mọi người. Chú mọi người đánh tiết canh như nào chứ ở đây mình ăn mình thấy nó cảm giác nó bình thường lắm mọi người. Tiết canh trong hồn cảm giác nó rất bình thường, nó không có một hương vị gì hết mọi người ạ. Không biết là tùy từng chỗ người ta đánh tiết canh hay là tùy từng tay nghề hay là đấy. Còn lại mình ăn đây mình cảm thấy nó bình thường lắm. Đây này, tiết canh của nó đây này mọi người. Đó. Rồi, nó đông đại giống như là cái thạch vậy mọi người, nó như là thạch vậy. À. Cái bình thường á nó y chang như là kiểu như là thạch rau câu vậy mọi người. Thì mình ăn mình cảm thấy là tôm hùm là món này là ok rồi, hấp là ok rồi. Cảm nhất là ngon, chấm nước chấm này cũng nước chấm xanh này rất là hấp. Còn cái canh này thì mình thấy nó bình thường quá, nó không có một cái hương vị nào cả lạ ấy mọi người. Nãy mình nói là nó giống như thạch, y chang như là thạch đấy mọi người ạ, như thạch rau câu vậy. Đó thì video của mình ấy mình cũng chỉ là review cho mọi người đi xem tham khảo qua một chút. Bạn nào đã được ăn rồi hay là chưa được ăn thì cũng xem video của mình mọi người nhá. Đó thì bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc video thì mình ăn tiếp. Đó mình cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người thấy video mình ok thì like chia sẻ ủng hộ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nhá.